Xin chào các bạn, mình đang ở CES 2015 và trên tay mình là chiếc máy tính để bàn nhỏ gọn của HP, có tên là HP Pavilion Mini. Đây là một chiếc máy tính chạy Windows 8.1, có kích thước nhỏ gọn, nó chỉ to hơn bàn tay mình một chút mà thôi. Thì những cái thế hệ máy tính để bàn mini nó sẽ rất phát triển trong một vài năm tới. Và chiếc máy như thế này có cấu hình cũng rất là mạnh và có thể phục vụ tốt những cái nhu cầu như là làm việc và giải trí. Về thiết kế thì Pavilion Mini có thiết kế hình hơi bầu tròn và mặt trước chúng ta có một cái logo của HP. Ở cạnh này chúng ta có hai cái cổng USB 3.0 và cái nút nguồn. Ở cạnh phải chúng ta có cái cắm thẻ nhớ SD. Ở mặt sau thì có khe tản nhiệt, cái nút, cái lỗ để khóa máy, jack cắm tai nghe, cổng internet, hai cái cổng USB 3.0 khác, một cái cổng HDMI và cổng DisplayPort. Đây là cái lỗ cắm nguồn nữa. Ở mặt đáy thì chúng ta có những cái khe tản nhiệt, cái lỗ tản nhiệt. Chiếc máy này được trang bị chip Intel Core i3. Về cấu hình thì bên cạnh cái phiên bản sử dụng Core i3, HP Pavilion Mini còn có cái tùy chọn là Intel Pentium 3558U. Máy sẽ được trang bị RAM 4GB và có thể nâng cấp lên 8GB. Ổ cứng ở bên trong là 500GB. Cái cổng DisplayPort sẽ giúp nó có thể xuất hình ảnh ra hai cái màn hình cùng một lúc. Phiên bản HP Pavilion Mini này có giá bán là khoảng $320 và sẽ bán ra từ giữa tháng này. Ngoài ra thì HP cũng có ra mắt phiên bản thấp hơn là Stream Mini, chạy chip Intel Celeron, tuy nhiên thì họ không có trưng bày ở đây. Ok, xin cảm ơn các bạn.